Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Pháp luật dân quân tự vệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành kế hoạch số 670 về triển khai đề án tuyên truyền phổ biến luật dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch nhằm mục đích tuyên truyền phổ biến cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân nắm được đường lối quan điểm của Đảng, những vấn đề cơ bản của pháp luật về dân quân tự vệ, làm chuyển biến nhận thức về vị trí, vai trò và trách nhiệm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Trên cơ sở đó, ngày 21 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu tiến hành triển khai kế hoạch và thực hiện đề án trên địa bàn. Ban chỉ huy quân sự huyện Bến Cầu là một trong những điển hình tiêu biểu của huyện Bến Cầu trong thực hiện công tác này. Ngay từ những ngày đầu thực hiện kế hoạch, Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu đã có văn bản chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về luật dân quân tự vệ trong các lớp tập huấn, bồi dưỡng khác cho cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan đơn vị địa phương. Tổ chức hội thi lựa chọn các ứng viên tham gia hội thi pháp luật về dân quân tự vệ. Việc tuyên truyền tập trung vào các nội dung, sự cần thiết phải ban hành luật dân quân tự vệ và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Các quan điểm cơ bản của Đảng về lực lượng dân quân tự vệ, tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến trong tham gia tuyên truyền phổ biến luật dân quân tự vệ. Tổ chức tập huấn luật dân quân tự vệ cho cán bộ, công chức của cơ quan, tổ chức địa phương, lực lượng vũ trang nhân dân nhằm nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thi hành luật. Song song với công tác tuyên truyền, phổ biến về pháp luật dân quân tự vệ, Ban chỉ huy quân sự huyện Bến Cầu đặc biệt quan tâm đến việc chăm lo chế độ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn huyện Bến Cầu, như cơ sở vật chất, chế độ ăn, nghỉ cho lực lượng dân quân trên địa bàn. Trên cơ sở kế hoạch số 110 ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu về thực hiện cái đề án pháp luật dân quân tự vệ trên địa bàn, Ban chỉ huy sự huyện Bến Cầu đã lập kế hoạch tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật dân quân tự vệ và tổ chức xây dựng duy trì cái hoạt động tổ chức pháp luật, tổ chức các hoạt động bồi dưỡng cái công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật dân quân tự vệ về bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu tuyên truyền trong cái công tác chăm lo chế độ chính sách cho lực lượng dân quân. Thì gần như là cơ sở vật chất, chế độ ăn nghỉ cho lực lượng dân quân trên địa bàn, đặc biệt á là Bến Cầu là một huyện, một trong những huyện biên giới của tỉnh, kinh phí còn khó khăn, nhưng Ủy ban nhân dân huyện đã quan tâm hỗ trợ về kinh phí, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã cho bọn quỹ đất để tăng gia, cải thiện thêm đời sống cho dân quân. Bên cạnh đó thì thường xuyên chỉ đạo kiểm tra cái ban chỉ huy các xã thị trấn duy trì nghiêm cái chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và phối hợp với các lực lượng trên địa bàn tuần tra kiểm soát việc xuất nhập cảnh qua biên giới trong phòng chống dịch hiện nay. Ban chỉ huy quân sự huyện Bến Cầu luôn theo dõi, đôn đốc kiểm tra, thực hiện kế hoạch, chỉ đạo, đôn đốc các ban chỉ huy quân sự các xã trên địa bàn, đơn vị thuộc quyền tổ chức tập huấn luật dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các đối tượng theo quy định. Phối hợp với các sở ban ngành, cơ quan, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn luật dân quân tự vệ, tổ chức hội thi pháp luật về dân quân tự vệ. Qua đó, các chế độ chính sách của lực lượng dân quân tự vệ cũng được các cấp ủy, chính quyền địa phương hết sức quan tâm. Chúng tôi luôn nhận thức về vị trí, vai trò của lực lượng dân quân tự vệ ở địa phương. Thường xuyên chúng tôi tham mưu cho đảng ủy và lãnh đạo ban chỉ huy quân sự xã luôn tăng cường công tác xây dựng lực lượng để củng cố lực lượng, lúc nào cũng sẵn sàng đảm bảo nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu ở địa phương. Còn đối với đơn vị doanh trại, chúng tôi luôn tạo điều kiện để xây dựng đơn vị sạch đẹp, tạo điều kiện mọi thứ để cho anh em sinh hoạt, đảm bảo về cái điều kiện sinh hoạt hàng ngày cũng như là điều kiện vui chơi giải trí cho anh em, luôn có cái tinh thần phấn khởi để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Còn đối với các cái chế độ chính sách đó, đối với lực lượng, chúng tôi luôn đảm bảo theo cái quyết định số 32 của Ủy ban nhân tỉnh để cho anh em có cái chi phí để anh em có cái sinh hoạt. Bên cạnh đó thì luôn
tạo cái điều kiện một cái phần quỹ đất công để anh em tăng gia, cải thiện cái đời sống hàng ngày được nó tốt hơn. Ban chỉ huy quân sự xã Long Khánh đã chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã tổ chức xây dựng và duy trì hoạt động của tủ sách pháp luật ở cơ quan, tổ chức các hoạt động bồi dưỡng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về dân quân tự vệ, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu tuyên truyền. Hàng năm, chỉ huy lực lượng dân quân phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể, xã, ấp ra quân làm công tác dân vận, kết hợp với tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về dân quân tự vệ cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng quân dân, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và nhân dân. Ban chỉ huy quân sự xã phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan trong việc tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến tập huấn luật dân quân tự vệ. Người đứng đầu ban chỉ huy quân sự xã được giao nhiệm vụ phải tích cực, chủ động chỉ đạo xây dựng kế hoạch của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ và triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ thời gian, thiết thực, hiệu quả. Thực hiện luật dân quân tự vệ năm 2019 đã được ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức quán triệt triển khai luật dân quân tự vệ thực hiện vào tháng 7 năm 2020 và được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã về việc thực hiện luật dân quân tự vệ. Ban chỉ huy quân sự xã đã tổ chức quán triệt triển khai thực hiện luật cho đơn vị, đồng thời triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Ban chỉ huy quân sự xã đã được sự quan tâm của đảng ủy, ban chỉ huy quân sự huyện và đảng ủy ban chỉ huy quân sự xã quán triệt thực hiện tốt các nội dung, đồng thời thực hiện nghiêm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Thưa quý vị, cấp xã có nhiều đối tượng chịu sự điều chỉnh của pháp luật dân quân tự vệ, do đó công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về dân quân tự vệ ở cơ sở cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang có ý nghĩa rất quan trọng. Theo đó, mỗi huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh xây dựng một xã điểm về tuyên truyền phổ biến pháp luật về dân quân tự vệ. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương, những mô hình điểm được xây dựng có cách làm sáng tạo, hiệu quả như lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật về dân quân tự vệ với các phong trào xây dựng nông thôn mới, các hoạt động quốc phòng, quân sự, lễ hội truyền thống và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giáo dục. Công tác chăm lo chế độ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn huyện như cơ sở vật chất, chế độ ăn, nghỉ cho lực lượng dân quân trên địa bàn được quan tâm, đầu tư đầy đủ. Có thể nói rằng, các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật về dân quân tự vệ được tiến hành thường xuyên, liên tục, thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp phù hợp với từng đối tượng. Đưa công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về dân quân tự vệ đi vào nền nếp và có hiệu quả. Quý khán giả thân mến, chương trình Pháp luật dân quân tự vệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình lần sau.